Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi nữa, đó là chiếc xe mô tô dùng pin. Thì chiếc xe mô tô dùng pin này khi các bạn mua về thì các bạn tháo hộp ra và lắp ráp lại nha các bạn. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn về cái kích thước và cũng như cái hoạt động đó thôi, rồi mà các bạn xem tiếp màn hình nè.